Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngành đường sắt mở bán vé tàu chạy thêm các tỉnh phía Bắc dịp 30 tháng 4. Siết chặt hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, đảm bảo an toàn giao thông. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, Đường sắt đang mở bàn vè các mác tàu chạy thêm trên các tuyến khu vực phía Bắc phục vụ người dân đi lại dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Đối với tuyến Hà Nội Lào Cai, ngoài chạy thường xuyên đôi tàu SP3, SP4, chạy thêm tàu SP1 các ngày 28, 29 tháng 4, xuất phát ga Hà Nội lúc 21 giờ 35 phút đến ga Lào Cai lúc 5 giờ 15 phút. Tàu tăng cường xuất phát tại Vinh có các mác tàu SE36 chạy các ngày 30 tháng 4, mùng 3 tháng 5, các tàu NA4, NA14 chạy các ngày mùng 1, mùng 3 tháng 5, tàu NA8 chạy ngày mùng 1, mùng 3 tháng 5, riêng ngày mùng 3 tháng 5, tàu về ga Giáp Bát là ga cuối hành trình. Tàu NA12 chạy ngày mùng 3 tháng 5. Tuyến Hà Nội Thanh Hóa chạy thêm đôi tàu TH1, TH2. Tàu TH1 chạy tại Hà Nội các ngày 29, 30 tháng 4. Tàu TH2 chạy các ngày từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 5. Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 691 về việc triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. Theo đó quy định khai lệ phí trước bạ online như sau. Bước 1, kê khai từ khai lệ phí trước bạ trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế https 2 2 cá nhân gdt gov vn Bước 2, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tự động gửi yêu cầu truy vấn sang hệ thống ứng dụng của Bộ Giao thông Vận tải để lấy các thông tin tài sản hiển thị trên tờ khai lệ phí trước bạ. Bước 3, người nộp thuế thực hiện đối chiếu thông tin điện tử với thông tin trên hồ sơ giấy. Bước 4, cổng thông tin điện tử gửi thông báo về tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử vào địa chỉ thư điện tử đã kê khai của người nộp thuế. Thưa quý vị và các bạn, sau những động thái quyết liệt của cơ quan chức năng, hoạt động của các trung tâm đăng kiểm mặc dù bị ảnh hưởng lớn nhưng đang từng bước được chấn chỉnh, dần đi vào nề nếp chấp hành đúng các quy định của pháp luật, qua đó góp phần quan trọng đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Trong thời gian từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023, 9 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận và kiểm định cho hơn 13.000 lượt phương tiện xe cơ giới. Trong đó, số phương tiện đạt là gần 9,5 nghìn lượt, số phương tiện không đạt là hơn 3,6 nghìn lượt, chiếm 27% trong tổng số phương tiện đăng kiểm. Tỷ lệ không đạt này lớn hơn rất nhiều so với tỷ lệ 8% không đạt của các phương tiện đăng kiểm trong năm 2022. Thời gian đăng kiểm trung bình đối với mỗi phương tiện hiện nay cũng được thực hiện dài hơn khoảng 1,5 lần so với trước đây. Do vậy, hạn chế được việc bỏ lọt các lỗi kỹ thuật. Chúng tôi là kiểm tra xe thì thời gian kéo dài hơn, còn người làm cẩn thận hơn. Trước một xe thì mà tầm khoảng 27 28 phút. Còn hiện tại bây giờ là thời gian phải gấp 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 rưỡi lên. đạo trung tâm yêu cầu các cán bộ ký cam kết về công tác đăng kiểm. thứ nhất là tuân thủ nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy trình quy định cũng như đánh giá đầy đủ các tiêu chuẩn quy chuẩn của Bộ Giao thông cũng như cục đăng kiểm Việt Nam. Ngày 22 tháng 2 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải đã có công văn số 889 yêu cầu các trung tâm kiểm định thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, nghiêm cấm các trung tâm đăng kiểm cài đặt sử dụng phần mềm trái quy định nhằm tác động đến kết quả kiểm tra của thiết bị kiểm định. Chúng tôi cũng sẽ thường xuyên yêu cầu các cái lực lượng thanh tra thường xuyên và đột xuất tăng cường cái công tác thanh tra kiểm soát để nhằm phát hiện và cũng như là tránh những cái vấn đề đáng thiết xảy ra trong cái hoạt động đăng kiểm hiện nay. Kết quả kiểm định phương tiện xe cơ giới có tác động quan trọng đến vấn đề an toàn giao thông đường bộ. Bởi nếu kiểm định không nghiêm, những phương tiện không đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cho phép vẫn được lưu thông sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.